chào mọi người, và hôm nay Việt Sang sẽ test thử cái đàn hay nhất Việt Nam, hay nhất hiện nay, cây Yamaha Genos. Đây mọi người, giá của nó bây giờ tới 130 triệu luôn nha mọi người. Khủng khiếp được. Mà thật sự Sang không phải có tiền Sang mua đâu, cái này cũng mượn được của anh Thành ha. Anh Thành anh thương anh cho mượn về làm sampler. Rồi ok, và cái đàn thì nó không có loa, cho nên Sang phải đập hợp cái loa. Sang phải đập hợp cái loa ra để demo cho nó. Đẹp không mọi người? Trời ơi, nhìn chảy nước miếng luôn. Rồi ok, và đây là cái loa của cái đàn Genos. Cái loa của nó đây. Bây giờ Sang mở ra để Sang gắn vô demo cho mọi người coi nha. Wow, là Genos hả mọi người? Nguyên một bộ luôn là 130 triệu mọi người. Trời ơi, nghe mà chảy nước miếng luôn. Trong cái loa Genos nó sẽ có đây, hai cái loa nhỏ với mình một cái đầu âm ly. Ây chà, Sang cũng chưa có mở thì bao giờ á, hôm nay mới lần đầu tiên mở ha. Ây chà, để coi trong này nó có gì ha. Có giấy bảo hành không nè mọi người? À, giấy bảo hành của công ty Yamaha luôn. Mở ra coi ha. Rồi, và bây giờ Sang sẽ lắp ráp lại và để cho mọi người xem sau nha. Đây là hai cái chép, còn đây cái bass nè mọi người. Đây là chỉnh bass ha. Cái này ấm lắm, nghe nó rất là đã ha. Vì nó phù hợp với lại cái đàn. Rồi, mọi người nhìn cái màn hình của bên Sang, mọi người sẽ thấy ha. Sang sẽ test cái loa sau khi Sang giới thiệu những cái phần trong này. Thì Sang có làm 10 băng tiếng. Thứ nhất là băng dân ca. Dân ca thì cũng giống như tranh sáy bầu kia thôi, nhưng mà thật sự những cái âm thanh nó vô âm cái đàn này nó hay hơn gấp 10 lần 10, hay cực kỳ luôn. Ở đây được cái là nó 10 băng tiếng nè mọi người. Cho nên mọi người có thể tha hồ chỉnh âm thanh nè. Và cái tiếng gốc của cây đàn rất là hay ha. Sang có làm một số tiếng gốc của cây Genos. Tiếng này giống như chơi kèn nó mà. Nghe rất là mắc cười nhưng mà nó hay lắm nha. Đó, những cái tiếng của gốc của cái đàn này đã bản chất là đã hay rồi ha. Rồi những cái băng trữ tình. Rồi cũng đầy đủ ha. Bây giờ Sang sẽ giới thiệu sơ qua một số điệu của cái đàn này mọi người. Thì cũng giống như những bộ sampler trước Sang làm rồi ha. Thì nó cũng đầy đủ ha, từ quá xa nó đi xuống và nó có thể cập nhật thêm một số điệu mới nữa ha. Chỉ đi cái đàn là đọc được thôi. Rồi. À, mọi người coi ha, nó quá trời. Bắt đầu cha 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 đi xuống, mà điệu nào nó cũng hay. Nó vô đây nó hay hơn gấp 10 lắm rồi. Hay cực kỳ luôn. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa thương hạt tới. Gót nhỏ đèn lẻ loi ha. Nó vô cái loa này nó hay nhiều tại vì nó loa gốc của nó mà. Đó, và tê tê đi chay ha. Cái nào cũng hay hết. Cây Sang có ghép được của rất là nhiều người ha. Rồi những cái bài intro ha, nói chung là đầy đủ rồi, và Sang sẽ demo nhiều hơn ở mục sau đi, chứ bây giờ cái đàn này nó còn mới, nó nhiều quá. Sang sẽ demo từng phần ha, để cho mọi người thấy được cái đàn hay nhất Việt Nam nó sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều.